Phú Quang và Đỗ Bảo, hai cái tên hai người nhạc sĩ đã không còn xa lạ với những người yêu nhạc, đặc biệt là khán giả thủ đô. Hai con người tài hoa ấy đã dành chọn cuộc đời để cống hiến, để giúp cuộc nhà tơ mang đến cho người nghe nhạc những thanh âm đặc biệt, hướng đến những điều tươi mới, bình an và yêu thương hơn giữa cuộc đời. Và ngày hôm nay, một chương trình đặc biệt tại nhà hát lớn là sự hội tụ ra con người ấy, hứa hẹn mang đến cho khán giả thủ đô một món ăn tinh thần mới mẻ trong những ngày giao mùa tháng 4. Đêm nhạc Hà Nội mùa chuyển diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội vào tối 21-22 tháng 4 là một trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu nhạc thủ đô khi lần đầu tiên được nghe nhạc Phú Quang qua cách diễn đạt mới của Đỗ Bảo. Không phông nền khẩu hiệu, không MC, không lời dẫn, không những video phóng sự kể lể về cuộc đời, thể hiện cái tôi, phô bày vui buồn, tâm sự. Chỉ có âm nhạc ngự trị, trọn vẹn và thuần khiết. Đó là những dấu ấn đầu tiên về đêm nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo. Hà Nội mùa chuyển hệt như con người của Đỗ Bảo, giám đốc âm nhạc của chương trình. Không ồn ào màu mè, không thích nói nhiều, mà nói bằng âm nhạc, bằng tình yêu, bằng sự lao động, cống hiến cho khán giả. Chân dung mà để làm nổi bật ở đây chính là kho tàng và gia tài âm nhạc của hai người tác giả này. Cái điểm đặc biệt nhất của cái đêm nhạc này ấy, chính là nó là một cái sự đồng bộ, tạo ra một tinh thần mới đồng bộ. Họ gặp nhau ở chỗ tức là họ vốn là những người viết cái nhạc rất giỏi. Thì tôi cũng không ngạc nhiên khi mà có sự kết hợp giữa Phú Quang và Đỗ Bảo, vì với tôi cả hai người này thì đều có một cái sự gắn bó đối với Hà Nội, và cái phong cách thì đều có màu sắc cổ điển trữ tình. Ngoài ra thì hai nhạc sĩ cũng có những cái điểm khác biệt do thế hệ thời cuộc thì khiến cho cái sự kết hợp đó lại càng đa dạng hơn. Lần này cũng là một cái cơ hội để chúng ta được nghe nhạc Phú Quang qua một cái cách diễn đạt mới của Đỗ Bảo. Hà Nội mùa chuyển Phú Quang của Đỗ Bảo lần này là một cái điều rất là đặc biệt và bất ngờ. Có một người nhạc sĩ như là nhạc sĩ Phú Quang, và khi mà chú ngày xưa chú nổi tiếng ấy, thì Bảo lúc đấy còn là một cậu bé thôi. Sau này thì được làm việc với chú rất là nhiều, và nhưng mà cũng không có bao giờ thì nghĩ rằng là hai chú cháu có thể có được một cái cơ hội hay là có một cái cuộc hội ngộ đặc biệt như ngày hôm nay. Do đó thì Bảo cảm thấy rằng là đây sẽ là một cái kỷ niệm không thể quên được trong cái cuộc đời sáng tác của mình. Chương trình tận dụng tối đa hiệu ứng nghệ thuật của ánh sáng, màu sắc trên nền những bố cục hình khối của họa sĩ Lê Thiết Cương. Ánh sáng và âm nhạc đã cùng sánh đôi kể câu chuyện cuộc đời từ những góc nhìn của hai người nhạc sĩ tài hoa. Dù có thể cảm xúc, chất liệu khác nhau, một bên là những xưa cũ nồng nàn, một bên là hiện đại tươi mới. Điều ấy tưởng chừng như một sự đối lập, nhưng thực tế lại quyện hòa, bổ sung, làm đầy cho nhau để cùng thăng hoa, tạo thành dư ba vang vọng. Tôi đến với đêm nhạc này đầu tiên là yêu thích hai nhạc sĩ Phú Quang và Đỗ Bảo. Dù là tuổi tác họ chênh lệch nhau, âm nhạc của họ đã đi vào tiềm thức của mỗi thế hệ. Bản thân tôi là những cái mà được nghe lại những ca khúc và tôi đi tìm lại với những ký ức thời xa xưa của mình. Anh Đỗ Bảo so với mình không hơn quá nhiều tuổi, nhưng mà âm nhạc của anh thì gắn liền với cả cái tuổi trẻ, cái thời còn đi học nghe nhạc Đỗ Bảo, rồi là những cái đêm rong ruổi đi chơi, những mùa đông yêu dấu rất là nhớ. Thì cái đây là một sự kết hợp mà nó rất là lạ. Về nhạc của Phú Quang với Đỗ Bảo thì để nó như ngấm vào từng tế bào một của chị, những cái bản nhạc của tăng rất khác nhau, nhưng mà vẫn có một cái niềm chung là đấy là người ta hướng về những cái tốt đẹp nhất. Thật ra là một cái sự kết hợp thực sự là rất là tuyệt vời, kết hợp giữa âm nhạc, cảm xúc và kỹ thuật, và đưa lên một cái không gian âm nhạc thật sự là cuốn hút và hấp dẫn cho tất cả mọi người. Phần 1 là sự dịu dàng, tha thiết, yêu thương của tâm hồn Phú Quang, thì phần 2 là sự cá tính của Đỗ Bảo, hết mình sáng tạo. Hai tiết mục mashup chính là đỉnh điểm thăng hoa của Đỗ Bảo và các ca sĩ trình diễn trong chương trình, cũng là hai điểm chạm, hai sự quyện hòa thật đẹp giữa âm nhạc của Đỗ Bảo và Phú Quang.
anh lắng nghe. Em mong anh thừa dừng kể chút giang tay.